Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fukudan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Tile Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần 3 của chương trình. Và thưa quý vị, thành phố Tokyo là một trong những cái thành phố mà đông dân nhất thế giới tính theo cái census mà chính phủ Tokyo đưa ra vào năm 2021, đó là có dân số là hơn 37 triệu người và cũng là một trong những cái thành phố đắt đỏ nhất thế giới nữa, thì khiến cho chính phủ Nhật đó năm nay họ tuyên bố lại tiếp tục đưa ra cái kế hoạch, đó là trả tiền cho người dân để mà dọn ra khỏi Tokyo, bởi vì ở đây đó đất đã không còn chỗ để mà xây thêm nhà cửa, mà nhà cửa thiếu hụt cho đến hơn mấy triệu người ở lận, thưa quý vị. Thì thật sự ra đó, từ trước đến giờ, nhiều năm nay đó, chính phủ Tokyo họ đã 4 lần giống như là trả tiền, nhưng mà cái số tiền nó ít. Nhưng cho nên năm nay đó, phía chính quyền Tokyo họ nói vào bắt đầu từ tháng 4 năm 2023 này, nếu như một gia đình mà chịu dọn ra khỏi Tokyo, ra khỏi luôn cái vùng ngoại ô đó, mà với cái bán kính là 1 mile, thì họ sẽ trả cho 1 triệu yen, nếu như có con nhỏ, một đứa con, nếu như hai đứa đó là 2 triệu yen, nhưng mà nghe triệu yen thì nó nhiều, thực sự tính ra là lại chỉ có khoảng 7.700 Mỹ Kim thôi, thưa quý vị. Thì trước đây đó, cái số tiền thành phố đưa ra quá ít, cho nên người dân thật sự ra đưa và nghe nói chắc không có ai đi. Bởi vì đó, thật sự Tokyo họ gặp một cái vấn nạn, đó là từ trước Covid rồi, cái số người mà nó dọn vào đó lúc nào nó cũng hơn cái số người dọn đi gấp 4, gấp 5 lần. Trước Covid trung bình mỗi một năm Tokyo có 80.000 người họ dọn vào, thưa quý vị. Trong khi cái số người mà dọn ra đó là chỉ có tính vài ngàn người thôi. Và nó gây ra một cái vấn đề không riêng ở Tokyo mà cả toàn nước Nhật luôn. Đó là ở những cái thành phố lớn như là Tokyo hoặc Osaka đó, thì là nhà cửa không đủ, nhưng mà ở tất cả những cái thành phố thôn quê đó thì nó gặp cái hiện tượng đó là quý vị cũng nghe, đó là hàng chục triệu căn nhà bỏ hoang, không có ai ở hết. Chính phủ ở những cái thành phố đó kêu gọi người dân vào để mà ở, cho nhà free luôn mà không ai ở hết. Thì nó gây ra một cái chuyện thêm nữa, đó là tất cả những cái thành phố đó đó, cái dân số nó quá già cỗi, thưa quý vị, đến cái độ mà một cái ngôi làng gọi là Nagoro, dân số ở đó được xem là trẻ nhất những cái ngôi làng đó, là có cái số tuổi là 50 tuổi, chứ còn tất cả những cái làng mạc khác đó là số tuổi ở đó là khoảng từ 65 tuổi trở lên, không có một người trẻ nào, không có gia đình nào hết, cho nên không có trẻ em sinh ra ở những cái căn nhà đó. Mà bây giờ đó, quý vị cũng nghe, nước Nhật là cái nước mà có người già nhiều nhất ở trên thế giới, trong khi người trẻ họ không đám cưới, không sinh con, cho nên những cái thành phố làng mạc đó ngày càng người chết đi nhiều hơn, mà lại không có người dọn về ở, cho nên là phía chính quyền Nhật từ hơn 10 năm nay họ đang cố gắng giải quyết cái chuyện này, nhưng mà nó vẫn không đi đến đâu cả. Trong khi đó, tình hình chính sự ở tại Ukraine như thế nào? Thứ nhất đó là tin tức liên quan đến vụ tấn công vào một cái trường học mà phía vùng Donbass đó, thưa quý vị, cái vùng mà Nga, 4 vùng chiến thuật ở phía Bắc, dọc theo từ Bắc cho tới miền Nam gần với Crimea, thì đó là 4 vùng chiến thuật mà Nga tìm cách ly khai và tuyên bố sở hữu bất hợp pháp, lấy ra khỏi từ Ukraine. Thì tại cái vùng này đã xảy ra cái vụ tấn công từ một hỏa tiễn HIMARS của Ukraine đánh sập cái trường này. Và bên phía Ukraine họ nói cái số người chết có thể lên tới 400 hoặc là 700. Còn họ nói là chết và bị thương
lên tới 700 binh sĩ, và đây là những tân binh của Nga được đưa đến. Thì đây là hình ảnh của chiếc khu trục hạm và mang theo hỏa tiễn hành trình siêu thanh Zircon. Sáng nay thì ông Tổng thống Nga Putin tuyên bố, chúng tôi tiếp tục củng cố lực lượng quân sự của Nga, và họ nghĩ rằng phía Nga bắt đầu sử dụng những loại hỏa tiễn tinh vi hơn, có thể tấn công mục tiêu một cách chính xác hơn. Bên phía Nga, và qua những cái bản tin này để cho thấy trong thời gian qua họ cố gắng lục tìm những cái tin tức tình báo để có thể tấn công Zelensky, tấn công vào những yếu điểm của Ukraine. Và vì thế, loại hỏa tiễn họ gọi là hành trình Zircon này bắn rất xa, như quý vị đang nhìn thấy một trong những cuộc tập trận của Nga trước đây và được đưa lên hình ảnh để cho thấy cái loại hỏa tiễn này bắn xa như thế nào. Từ một cái vùng biển rất xa có thể bắn vào Ukraine dựa trên các tín hiệu của satellite. Bên cạnh đó, bên phía Ukraine cũng hình ảnh của hãng thông tấn Reuters đưa lại. Đây là một sân vận động, thường là họ tổ chức ice skating cho các trẻ em. Rồi nếu mà không có ice skating thì họ làm sân bóng rổ. Nói chung là một nơi tụ họp thể thao cho trẻ em Ukraine trước đây. Thế nhưng như quý vị nhìn thấy, một hỏa tiễn của Nga đã bắn rơi trúng vào tối ngày hôm qua. Con số thương vong thiệt mạng hiện nay đang được lượng định. Nhưng mà những phụ huynh họ nhìn, họ cũng thứ nhất buồn, rất là buồn. Có người Ukraine họ nói với hãng thông tấn Reuters vào sáng nay đó. Những gì còn lại, những cái ước mơ của con chúng tôi, cháu chúng tôi, là một ngày nào đó có thể sử dụng sân vận động này để tập luyện trong các cuộc thi quốc gia và thậm chí ra ngoài với thế giới. Bởi vì Ukraine cũng nổi tiếng về thể dục dụng cụ, nhất là môn biểu diễn trên ice, thưa quý vị, trong thời gian qua. Thì đó là những cái vấn đề hiện nay. Bên phía Nga thì nâng cái số người chết trong cái vụ tấn công từ 63 lên thành 89 ngày hôm nay. Nhưng mà phía Ukraine vẫn khẳng định cái số người chết là 400 tân binh và luôn số người bị thương là lên tới 700 người. Và thưa quý vị, cơ quan California Highway Patrol đó vẫn đang mở một cái cuộc điều tra sau khi mà vào hôm thứ Hai xảy ra một cái chuyện. Đó là có một chiếc xe Tesla đã bay khỏi cái vách núi ở cái khu vực nó gọi là Devil's Lake, thì cách San Francisco khoảng 20 dặm đó, thưa quý vị. Thì lúc ban đầu đó người ta tưởng là tai nạn, nhưng mà cuối cùng sau 2 ngày điều tra thì phía cơ quan này cho biết là cái người lái xe đó đã cố tình thực hiện cái chuyện tự tử, mà bên trong lại chở vợ với 2 con nữa, thưa quý vị. Thì đây là gia đình của ông Harmesh Patel, thưa quý vị, 41 tuổi, ông là một bác sĩ. Thì phía cơ quan CHP cho biết là khoảng 10 giờ 50 phút sáng thứ Hai đó, là họ nhận được điện thoại của người dân khu vực đó liên tục gọi, khi mà cái chiếc xe này nó bay thẳng từ vách núi cao 250 feet bay xuống. Thì khi mà cơ quan ambulance rồi CHP này nọ đó, họ tưởng, bởi vì nhìn thấy cái hình như vậy, đến khi mà họ xuống được đó, họ tưởng là người ở trong chết rồi. Những người ở trên đó họ phải dùng ống nhòm, tại vì cái xe coi như nó bẹp dúm mà không mở được. Họ kể họ dùng ống nhòm nhìn từ ở bên trong đó, thì họ bất ngờ họ thấy là có những cái cơ thể nó cử động, cho nên họ biết là có người còn sống. Và thế là họ mới ngay lập tức dùng trực thăng đó, thưa quý vị. Họ kể là bốn cái cửa đó để chiếc Tesla coi như là nó kẹt cứng luôn, cái chiếc xe bẹp dúm không có cách nào mở được. Họ phải đem cái thiết bị mà cắt xe xuống như đó cắt, thì lúc mà cắt ra họ mới phát hiện không ai xuống được, phải mang trực thăng xuống thầu yên. Vâng. Thế là họ nói là khi mà cắt ra đó thì phát hiện là ở trong xe đó người tài xế là người nam, rồi ngồi kế bên là người phụ nữ, và phía sau là 2 đứa bé,
bé gái 7 tuổi và bé trai 4 tuổi. Thì lúc ban đầu đó họ không có biết là mối quan hệ của những người này như thế nào, nhưng mà sau 2 ngày điều tra thì họ nói đó là vợ của ông ta và hai đứa con. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là hàng xóm họ kể chỉ mới hồi cái Christmas này đó, gia đình này còn nói là đi du lịch rất là vui vẻ, không có cái hiện tượng gì là đây là có cái chuyện gì hết. Cho nên cái chuyện này xảy ra phía hàng xóm họ rất là bất ngờ. Ông này là một bác sĩ, đây là một gia đình rất là thành công ở khu vực Pasadena. Chúng tôi tiếp tục với phần tin tức này ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi.